Sao mà mày với con gái tao quen nhau? Dạ quen trên Facebook đó chú. Rồi hai đứa mày quen lâu chưa? Dạ quen cũng được tuần lễ hay gì rồi. Tuần lễ như là 4, 9, 12 ngày phải không anh? 6 ngày chú. Còn với con gái chú là yêu nhau thật lòng, không có làm gì bậy bạ hết, chú yên tâm đi. Không bậy bạ sao trong cái bóp mày có bao cao su? Cái đó để dành khi nào trời mưa con bỏ điện thoại vô á. Nhìn cái mặt của mày gian quá à. Mày nói thiệt đi, tao tha cho. Nếu mà con có nói dốc nữa lại á, ba má con chết chùm đi. Đêm nào con gái của tao cũng đi với mày hết trơn á. Dạ tụi con đi uống cà phê không à, không có đi đâu hết á. Là một thằng đàn ông phải có trách nhiệm. Con gái tao nói tao nghe hết rồi, mày nói thiệt đi. Vậy thôi con khai luôn. Tụi mày tao gành lắm. Dạ con chịu không có nổi. Đi chơi thôi làm gì chịu không nổi. Gái chú đi chơi mặc quần đùi bó sát cái háng đưa cái mù chà bá. Con cũng cố kìm nén lắm mà quỷ nhỏ nó cứng hoài à. Rồi mày đè mày lụm gái tao luôn phải không? Dạ chưa, lúc đó chưa lụm. Lúc nào mày mới lụm? Cái bữa mà gái chú mặc cái đầm á, vô quán tùm có cái võng mà hai đứa nằm dán cái quần ra lụm luôn. Bữa trước mặc cái quần đùi thôi dán có được cứng ngắc à. Mà nằm trên võng hai đứa khó lụm lắm. Rồi sao không đi khách sạn? Không gà chú lãnh lương nữa. Rồi trên cái võng hai đứa nằm vậy là sao lụm được? Kể chú nghe lụm trên võng không tốn một miếng sức luôn thiệt á. Sao lụm không tốn sức? Con với con gái chú nằm hai đứa đưa võng hồi ra chắc lỏng luôn.